Thưa quý vị, nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trong đoàn viên thanh niên kịp thời quan tâm và có những phương án hỗ trợ kịp thời, Thành đoàn Đà Nẵng vừa tổ chức chuyến thăm và khảo sát các mô hình thanh niên nông thôn khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn thành phố. Hiện nay, bên cạnh các lĩnh vực mà thành phố Đà Nẵng đang chú trọng để phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như công nghệ thông tin, du lịch, ngày càng có nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Đây được xem là một tín hiệu tích cực cho thấy thanh niên địa phương ngày càng quan tâm đến tiềm năng, thế mạnh và lợi thế cạnh tranh của nông nghiệp trong bức tranh khởi nghiệp. Tuy nhiên, qua khảo sát, đa số các mô hình vẫn còn mang tính chất nhỏ lẻ do thiếu nguồn lực. Vì cái nhu cầu mở rộng nên cũng mong muốn là được hỗ trợ thêm về các loại máy móc, thiết bị và mong muốn được hỗ trợ thêm về con giống để đầu tư thêm về cái mô hình chăn nuôi để đảm bảo cái nguồn cá để cung ứng cho cơ sở sản xuất. Bên cạnh đó, những khó khăn thường trực của nhà nông như thiên tai, dịch bệnh cũng khiến nhiều mô hình bước đầu khởi nghiệp có tiềm năng nhưng sau đó không tránh khỏi những lần lao đao. Những năm đầu là rất thuận lợi nhưng mà những cái năm sau là thiên tai nó nhiều quá. Ví dụ như nó bão nó vô rồi, ví dụ như nó sập những cái trại mà trại cơ bản của mình, trại lớn nó sập hoàn toàn. Mình cũng mong muốn là có cấp ví dụ như có cái hướng hỗ trợ để cho thanh niên ví dụ như đứng dậy để tiếp tục mà những cái mô hình như mô hình trồng nấm của anh. Theo Thành đoàn Đà Nẵng, hiện nay đối với thanh niên nông thôn, đơn vị tập trung vào tổ chức cho thanh niên đi tham quan, học hỏi các mô hình kinh tế tiêu biểu, đứng ra tín chấp cho đoàn viên thanh niên được vay vốn, duy trì và phát triển mô hình dạy nghề tại chỗ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiếp tục duy trì thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên làm kinh tế, thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế. Trước những cái khó khăn trong cái quá trình mà khởi nghiệp lập nghiệp của các bạn thanh niên, cộng với đó là cái khó khăn của ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thì cái khó khăn nó sẽ càng chồng chất hơn. Thì để làm sao đó phát triển hơn nữa những cái dự án của các bạn thanh niên làm chủ, thì thành đoàn cũng mong muốn rằng là sau khi đi khảo sát để nắm được các cái thông tin về những cái sự khó khăn, cần kiến nghị, cần hỗ trợ những vấn đề gì về chính sách, ví dụ như là các nguồn vốn, về kỹ thuật hoặc là về đầu ra của sản phẩm, thì từ đó thành đoàn cũng sẽ kết nối với lại các cái sở ban ngành liên quan để từ đó giúp đỡ, hỗ trợ cho các bạn thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp trong cái thời gian sắp tới. Năm 2021, Thành đoàn Đà Nẵng chọn chủ đề là Thanh niên Đà Nẵng khởi nghiệp lập nghiệp. Theo đó, thành đoàn đã và đang hỗ trợ tích cực cho các dự án khởi nghiệp của thanh niên, trong đó có thanh niên nông thôn. Xác định phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với thanh niên. Thời gian đến, Thành đoàn Đà Nẵng sẽ tiếp tục đồng hành cùng thanh niên nông thôn trong khởi nghiệp, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp, vươn lên làm giàu chính đáng.